Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện. Các bạn thân mến, nếu các bạn nào đã theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện suốt thời gian dài qua thì thường quen với những cái sản phẩm như là tranh khảm ốc, hoặc là tranh chạm khắc nổi, hoặc những cái sản phẩm về nội thất tủ bàn ghế, và rất ít những cái tác phẩm tranh sơn mài, thiếp vàng. Và trong video lần này, Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện rất là hữu duyên được giới thiệu với quý vị và các bạn một tác phẩm tranh sơn mài vô cùng là độc đáo và ấn tượng. Đó là tấm tranh sơn mài thiếp vàng Cẩn Trứng, với đề tài khá là thân thuộc và được rất nhiều người ưa chuộng. Đó là đề tài uyên ương hội tụ. Có nhiều cách gọi khác nhau cho đề tài này, ví dụ như là Loan Phụng Giao Duyên, hoặc là Vinh Hoa Phú Quý, hoặc là Hoa Khai Cát Tường, tức là Hoa Lở An Lành. Cũng có một cái tên gọi khác, đó là Phu Thê Viên Mãn. Hình tượng chủ đạo được tác giả sử dụng trong bức tranh đó là một cặp chim công, một con trống và một con mái đậu trên cành hồng, tượng trưng cho hạnh phúc của nửa đôi, cho tình yêu của nửa đôi. Tranh sơn mài thiếp vàng là một thể loại tranh rất là hiếm, đặc biệt là những cái bức tranh sơn mài được làm theo lối sơn ta nắc mài. Hầu như trên thị trường bây giờ rất là hiếm, và hiện tại thì còn rất ít những người nghệ nhân sơn mài mà gắn bó với nghề, tâm huyết với nghề, làm được những cái bức tranh như thế này. Chủ yếu những cái tấm tranh như thế này được làm ở giai đoạn cách đây khoảng tầm 20 năm, trên 20 năm thì có rất nhiều người còn làm. Nhưng hiện tại thời điểm này thì những cái người làm những cái tấm tranh như thế này nó ít đi rất là nhiều, vì thế hệ trẻ ít người theo nghề này. Chúng tôi sẽ quay sát vào từng chi tiết để các bạn cùng ngắm và thưởng lãm. Các bạn nhìn để ý bên sau cái lớp sơn đỏ bên ngoài, ẩn sâu trong đó là lớp màu vàng, đó là thiếp vàng. Thường những người nghệ nhân ngày xưa thì người ta sẽ sử dụng cái vàng vàng ta người ta làm. Cho nên khi các bạn càng mài ở phía đằng sau cái lớp sơn đỏ đó, đó là sẽ là càng ra nhiều màu vàng. Và đây là nghệ thuật cẩn trứng, tức là người ta lấy trứng, vỏ của trứng vịt, người ta sẽ làm nhỏ ra, và người ta có cái sự sắp xếp, sắp đặt phối màu rất là tinh tế. Khi sờ những cái này có một cái độ phẳng do những cái người nghệ nhân sơn mài người ta đã mài đi rồi, cho nên sờ vẫn có độ phẳng, không bị gồ lên, không bị đồ lên nhiều, hầu như không gồ lên. Những người nghệ nhân sơn mài đã rất là tài tình và sáng tạo, đã đưa những cái nguyên liệu rất là đời thường vào những cái tác phẩm tranh sơn mài, tạo nên cái sự sinh động cho và độc đáo cho những cái họa tiết hoa văn của mình. Những cái tác phẩm tranh sơn mài nó mang hơi thở của cuộc sống, rất gần gũi. Những cái đề tài thường là gần gũi với đời sống, với tâm tư, tình cảm của người dân Việt Nam. Và chủ yếu các bạn thấy những cái dòng tranh sơn mài thì được các họa sĩ ở trong Nam sáng tác khá là nhiều trong những giai đoạn
những năm 50, 60 của thế kỷ 20 với nhiều thương hiệu nổi tiếng và đã xuất đi nước ngoài. Ví dụ như là tranh sơn mài Thành Lễ, tranh sơn mài Lam Sơn với nhiều những tác phẩm và tác giả nổi tiếng. Những cái bức tranh còn lại trên thị trường chủ yếu là ngày xưa người ta xuất đi nước ngoài, và qua quá trình đấu giá thì giá trị của nó được tăng lên rất là nhiều. Và chủ yếu hiện tại nó có trong những cái bảo tàng hoặc là những nhà sưu tập. Những cái tác phẩm tranh sơn mài mà nó sâu tuổi hẳn, nhiều tuổi, 5-60 năm, 7-80 năm thì cũng còn rất ít trên thị trường và cũng ít giao dịch, bởi vì chủ yếu bây giờ nằm trong các nhà sưu tập và giá trị giao dịch của nó thì tùy theo sở thích của từng người cũng khá là cao. Có những bức đấu giá lên mấy chục ngàn đô hoặc là mấy trăm ngàn đô, có bức cả triệu đô, tùy vào tác phẩm của những cái tác giả nổi tiếng. Tới tầm nào thì sẽ quyết định cái giá thành tới tầm đó. Chúng ta có quyền tự hào về những cái nghề truyền thống sơn mài của Việt Nam, bởi vì những cái tác phẩm sơn mài của ngày xưa đã được bạn bè, đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, những nhà sưu tập quốc tế đánh giá cao thông qua các cuộc đấu giá với giá trị rất là lớn. Và tấm tranh này thì có kích thước của tranh là 70 nhân với lại 1 mét, nếu tính cả khung là 90 nhân với 1m2. Tôi nghĩ đó là một cái tác phẩm nghệ thuật không nên bỏ qua khi các bạn có đam mê sưu tầm những cái món đồ chơi độc đáo, hiếm lạ. Vì trên thị trường những cái tác phẩm tranh sơn mài như thế này nó hiếm hơn cả những cái tác phẩm về chạm khắc gỗ, về khảm ốc xà cừ. Và hiện tại bức tranh đang được trưng bày tại Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm có thể xem hình ảnh trực tiếp tại website là đogodukthien.vn, danh mục là tranh sơn mài. Hoặc các bạn có thể liên hệ với số hotline của chúng tôi, đó là 0913101976. Sản phẩm này chúng tôi giao lưu toàn quốc và ship tới tận nhà các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới và nút chuông để cập nhật sớm nhất những video về các sản phẩm vô cùng độc đáo của Đồ Gỗ Xưa Và Nay Đức Thiện. Trân trọng cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn sưu tầm được nhiều món đồ đẹp và quý hiếm.